bệnh viện có đấu xếp hành dẫn dụng ra cô dâu và chú rể. Vậy ngay bây giờ cũng chắc chắn kính mời các ông các bà và những người sinh thành ra cô dâu và chú rể hãy cùng tay trong tay bước lên sân khấu để diện kiến toàn thể quý vị. Trân trọng được kính mời và phái đoàn nhà trai chân trọng kính mời bố Tòng Văn Nhân, mẹ Quang Thế Lương là các vị thân sinh ra chú rể thành trung của chúng ta cũng sẽ nắm chặt tay nhau bước lên sân khấu để diện kiến toàn thể xuyên hông. Trân trọng kính mời vũ kết vào đang là nụ cười trên môi của các ông các bà là những người làm cha làm mẹ và các ông sinh thành ra cô dâu và chú rể ngày hôm nay. Và thật vui mừng hạnh phúc biết bao khi được tổ chức một ngày trọng đại trong đời trai con yêu quý của mình với chân này dựng vợ và chồng cho các con. Đại diện gia đình nhà trai sẽ đứng ngay cạnh chú rể đẹp trai phong độ của chúng ta và đại diện gia đình nhà gái sẽ đứng ngay cạnh cô dâu xinh đẹp của chúng ta. Hôm nay ngày vui xao xỉ một nhà, mừng cho hai họ tơ hồng kết duyên, thuận hòa êm ấm trước sau, thông gia tình nghĩa mặn mà từ đây. Và trên sân khấu tình nhau lúc này đây là những gương mặt đẹp rạng ngời nhất cô dâu chú rể cùng đôi bên gia đình. Và trước những giờ phút trang trọng này đây để cảm ơn cảm tạ tới toàn thể quý vị, toàn thể gia đình chúng tôi xin phép được quý chào ra mắt tới toàn thể duyên hôn. Xin mời ạ, một tràng lớn để chúc mừng nhà. Trở lại các chuyện tình trăm năm của đôi vợ của chồng trẻ có thể nói rằng yêu và được yêu đó là niềm hạnh phúc của mỗi con người chúng ta. Và chúng tôi thì cũng có thể khẳng định rằng ở đâu có dấu chân người từ đó sẽ có tình yêu. Và tình yêu thì cũng không phân biệt tuổi tác trẻ hay già, sắc tộc hay màu da, và dù là trai hay là gái, sắc tộc Kinh, tộc Thái hay sắc tộc Tây. Chính vì vậy tình yêu nó rất cần cho sự sống, nó là hơi thở, là nhịp đập trong con tim. Tình yêu có một điều tiềm ẩn rất có giá trị, là điều kỳ diệu thật thật tuyệt vời đối với những ai biết trân trọng và trân trọng tình yêu. Tình yêu không phải do thượng đế và thánh đức chúa trời ban bơi hào phóng ban tặng cho mọi người chúng ta nói chung, cho cô dâu chú rể với bạn trẻ ngày hôm nay đã tìm được tình yêu đích thực và đi đến bến bờ hạnh phúc trăm năm. Yêu nhau chẳng phải xác vực cầu không tay vịn cũng lần mà sang, yêu nhau chẳng phải đồng than mấy sông ta cũng lội mấy vạn đèo ta cũng qua. Quý vị thân mến, tình yêu nó rất đơn giản thiết thực nhưng nó thật gần gũi thiêng liêng và cao cả. Tình yêu là sự hòa hợp giữa hai con tim, nó giống như sự giao hòa tuyệt đối giữa âm và dương, giữa trời và đất, giữa ngày và đêm. Tìm hiểu yêu thương gắn kết và tạo dựng đó là quy luật của con người trong kiếp nhân sinh. Và từ khi còn bé còn trẻ thì chú rể Thạch Trung, cô dâu Thanh Hồng đã được sinh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương được bọc của các ông các bà cha mẹ hai bên gia đình. Và khi con lớn trưởng thành trên bước đường học tập công tác thì đôi tân hôn đã quen biết gặp gỡ tìm hiểu rồi yêu thương nhau. Thế bạn vẫn quyết định cùng nhau chèo lái con thuyền tình yêu thế ngày hôm nay cũng đã cập được bến bờ hạnh phúc, được hai bên gia đình đồng lòng đẹp ý, được đảng ủy chính quyền sở tại hai địa phương nhất trí hoan nghênh. Tình ngày hôm nay ngày 31 tháng 10 năm 2023 là một ngày lành tháng tốt được gia đình đàn trai chúng tôi long trọng tổ chức lễ thành hôn chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho đôi vợ chồng trẻ. Và sự hiện diện của toàn thể quý khách quý đó cho niềm vui mừng hạnh phúc lớn lao đối với đại gia đình chúng tôi. Và trong không khí vui tươi trong văn phòng hạnh phúc ngày hôm nay và giây phút trang trọng này, tôi xin phép được trịnh trọng tuyên bố lễ thành hôn của chú rể Thành Trung, cô dâu Thanh Hồng xin chính thức được bắt đầu. Một trang hình của mình để chúc mừng nhà. Còn cha còn mẹ còn ông còn bà còn họ hàng người ngoại gần xa còn anh còn chị trong nhà với nhau, cây cầu gốc bắt được cảnh xanh lá có mà buồn với biển cả sông sâu sông dài biển rộng mênh mông công cha nghĩa mẹ đời đời không quên. Và ngày hôm nay đây Thành Trung Thanh Hồng đã đứng lên để giải phúc bên người mình yêu. Cha mẹ ơi, sớm tối trưa chiều những điều dạy bảo là điều các con mong. Và ngay giờ phút trang trọng này đây, tôi xin trân trọng kính mời và giới thiệu một vị đại diện cấp cao nhất của bên phái đoàn họ nhà trai sẽ có một số lời phát biểu cảm ơn chân thành gửi tới toàn thể quý vị đoàn khách trong ngày vui hôm nay. Trân trọng được kính mời ạ. Phúc thì có rất là nhiều, nên gia đình họ nhà trai chúng tôi cũng khó có thể được bằng lời. Và ngay sau đây cũng sẽ ủy quyền cho MC sẽ có một số lời phát biểu cảm ơn chân thành gửi tới toàn thể quý vị và đầy bằng tiếng Thái nha quý vị nha. Chứ đây xong bò xong mè xong lấy ai nải phủ đại công con cho chết to phải có sau này dám chiếc ải tà em nay ải thảo kém kế xa sống phái nát sòng cầm vì bàn cán bộ tổ đội hợp tác và bà đốc sòng xám phát khẩu nâng hàng banh thấy nửa sửa đi vì hùa kiểm ở pháp nát phá hòm dọc pháp lý mắc bắt đầu sòng làm sắp phải cả dòng buồn cám ơn trên đất cú già tà nay phụ bên đốc bền tà có ai lòng sòng bản xám nát sòng huyền xám xá phải có cho loại tàng nải lúc các bà phòng chưa hơn có sòng tà lán hông quốc có lắp nhớ bản sai lại bản nằm nhớ bông nông sụp bắc bà bông bò bông mè hàng
đến bài phái không đi hình đi qua có bất xịt bài cày bỏ lại bài ứng sợ mất quẩy mất la còn lại sợ mất thành mất quay có ý hay mà có bất chữ họ hạt đốt trời họ phở đốt banh buồn đàn em thèm đà sú cho họ nhờ tiếng chất này mặt men quén bác cần chất ăn này góc chữ đồ đảo chất cướp xuống ào lời quát báo tắm xào chất cướp chất bò xuống mè xếp phổi về nốt bền tà hóc quát chắc cái của bài cái này hợp khẩn cùng nhà sầu ở dân đu tánh hoa tài sơn cờ ba mớ trên ba vấn đề quát sòng phải cho ngân có đứa sáo hà mừ sư hà nhám hà đẩy mừ lì bét đi đi sòng pha mả sòng tác có đứa sạt đèn giữa hà đèn phá xú và bên đồi sắp đòi thú bền cu sắp cầu kim có chất tổ chức bằng cái lòng hà sòng và đòi hóc tôi đang hiện không tổng trang cờ ba mớ chất chất đại cáo này mây phủ bên ải bên em bên ải bên nông sòng bạn sàm ba sòng người sàm xá đằng bạn đằng cuống nên bên thanh phải bìa bác cản mắt bắt đầu sòng nắng sức cảnh cờ đồng mừng các mừng cho ban tám này tạm đi thứ mít trắng men bên nóng ấy cho biết một điểm bắt mắt là nốt cổng số đầu bếp đầu ba và bếp bà số của thằng chào chết chân các bạn lúc em bảo không có còn sáu ba ba hà bữa này sẽ đẹp kém nổi cờ ba mớ chết khỏi quân sau này trời tám này lúc em bảo phòng cho hơn phải sòng trước hợp co hợp me và tổng đốc phòng tà ý ai sòng sàm bắt khẩu tích cẩu tích xếp phòng co hàn xẹp sợi thầu kế bằng sơn hóc bài chỉ nhảy nhất chung bài sử dụng nhất thòng bây giờ là bên ta đẩy ngất lại bên khải có đẩy ngất ế ấy em bên đàn ba ngày sổ số ở chung vé tỷ để sòng sàm tỷ em bên ta có nước hảo khăn chèn sáng bên đàn ơi vâng quý vị thân mến và vừa rồi đó chính là để phát biểu cảm ơn chân thành của bạn gia đình hỏi nhà trang cho tôi gửi tới toàn thể quý khách trong ngày vui hôm nay và ngay sau đây chúng mình quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với các mắt trời tình yêu cùng chứng kiến những nghi lễ rất long trọng trong ngày vui hôm nay về thân mến và để trao tròn nghĩa vợ chồng nhấn là kỷ vật ta hồng trao tay chứng minh đôi bạn từ nay cùng chung ý nguyện đắp xây gia đình giây phút này đây trân trọng kính mời quý thân chú trẻ sẽ cùng tiến lên phía trước một bước sẽ cùng quay mặt vào nhau với mắt vào nhau với cùng trao cho nhau hình ảnh cặp nhấn hợp hôn chắc chắn kính thưa quý vị trân trọng kính mời hai em ạ cùng tiến lên phía trước một bước cùng quay mặt vào nhau đi ạ hướng ánh mắt vào nhau đi ạ và khẳng định tình yêu lớn mạnh của mình từ quê hương Sơn La đến là tôn giáo Điện Biên đúng không ạ chúng ta có thể quỳ một gối xuống để trao tình yêu của mình trong người vợ yêu quý của mình được không ạ trân trọng kính mời nghĩa trăm năm cụ từ đây nguyện trao tay chiếc nhẫn này để làm tin và dù mai lên tháp chống gầy tình chồng nghĩa vợ vững bền ta của tôi đúng không ạ và sau khi hai em đã cùng trao chiếc nhẫn cho nhau hai em có thể là quay về phía tập thể quý vị chúng ta sẽ cùng vào giơ tay của mình cao lên ạ giơ tay của mình cao lên khẳng định quý vị chúng ta là một đàn chồng đúng không ạ trăm năm hạnh phúc mãi mãi bên nhau. Vâng, các vị thân mến và đúng là hôm nay, chúng ta chia sẻ với chị cô đấy. Đúng là hôm nay con đã theo chồng món quà kỷ vật tơ hồng thành đôi, chút quà kỷ vật mà thôi, mong cho giao sẻ đời đời an khang và trong ngày vui hạnh phúc trọng đại ngày hôm nay, hai bên gia đình nhà cha nhà gái của chúng ta sẽ có những món quà thật giá trị, thật ý nghĩa dành tặng cho hai con trong buổi trưa ngày hôm nay. Và giây phút này đây chúng ta trân trọng kính mời giới thiệu. Món quà thật giá trị ý nghĩa đến từ anh trai ạ, đó chính là anh Thành. Anh Thành cũng sẽ có món quà thật giá trị, thật ý nghĩa dành tặng cho hai em trong buổi trưa ngày hôm nay. Và cũng trân trọng giới thiệu món quà thật giá trị, thật ý nghĩa đến từ những người thân sinh ra chú rể thành chung của chúng ta, đó chính là món quà của mẹ Lương và bố Nhân ạ. Mẹ Lương, bố Nhân cũng sẽ có món quà thật giá trị, thật ý nghĩa dành tặng cho hai con trong buổi trưa ngày hôm nay. Cũng sẽ trân trọng kính mời ạ. Và cũng trân trọng kính mời món quà giá trị ý nghĩa nhất từ những người thân sinh ra cô dâu Thanh Hồng của chúng ta, đó là món quà của bố San và mẹ San ạ. Bố San và San cũng sẽ có món quà thật giá trị ý nghĩa dành tặng hai con trong buổi trưa ngày hôm nay. Trân trọng được kính mời. Và đúng là từ nay từ ngày ngoài chung lòng chung tay chung sức vỗ chồng yêu thương, chúc cho con trẻ chung đường vượt qua gian khó kiên cường đi lên. Và đúng là sống trong bể ngọc kim cương, không mà đứng giữa tình thương hai nhà, sống trong nhung lụa ngọc ngà, không mà đứng giữa hai nhà keo sơn được không quý vị? Tình anh em thông ra đời ngoài, đó là nền tảng là chỗ dựa vững chắc để giúp cho đứa con trẻ vững tin bước vào cánh cửa hôn nhân, từ đó vươn phát tình yêu thương và hạnh phúc. Và chúng tôi xin chúc cho thông gia tình nghĩa tương thân, khó khăn thuận lợi ân cần đều có nhau, bên nội bên ngoài trước sau keo sơn gắn bó bền lâu suốt đời. Xin chúc cho cô dâu chú rể của chúng ta sự chắc nghĩa bạn tình đồng, nghìn năm tình mái cắt sâu một màu. Xin chúc mừng cho hai em. Và đúng là quà này thì mẹ để trong nhà, để khi con cưới là quà tặng con, món quà nhỏ tấm lòng xong mẹ tặng đã để hai đứa người con sau này, và nhớ sinh một gái một trai đã dạy con lớn thành tài để mẹ vui được không quý vị? Vâng, mẹ thân mến và chân khóc tình yêu của chúng tôi lúc này đây, gia đình chúng tôi tặng vàng tặng bạc và chúng tôi mong muốn là toàn thể quý vị sẽ dành một tràng lớn để cùng chúc mừng cho ngày hạnh phúc của chúng tôi ngày hôm nay được không ạ? Xin mời toàn thể quý vị, ơn quý vị rất nhiều. Và đúng là diệu hồng là tình cảm duyên nồng, mừng cho hạnh phúc vợ chồng thành đôi, thương nhau nhất
chén đi bôi tô son điểm phấn để bờ môi thêm nồng. Và từ nay nhé vợ tình chồng sẽ chia cay đắng mặn nồng bên nhau. Và giây phút này đây trân trọng kính mời bây giờ chúng trẻ sẽ cùng tiến đến bàn tháp ly, sẽ cùng sánh tay trong tay rót tràn tháp ly rượu tình yêu hạnh phúc và đào nhất cho sự kiện này quý vị. Trân trọng kính mời hai em ạ. Chúng trẻ bỏ chiếc sổ vào chiếc ạ, bỏ chiếc sổ ra, bỏ chiếc sổ ra. Vâng, chúng trẻ bỏ chiếc sổ ra. Vâng, chân áp sân phanh đầu tiên lên và cẩn thận chân áp bám vào người em nè. Vâng, rất tuyệt vời. Và ngay giờ phút này đây, trân trọng kính mời hai em sẽ cùng rót tràn tháp ly rượu tình yêu hạnh phúc và đào nhất trước sự kiện này quý vị. Trân trọng kính mời. Tình yêu bất diệt, hãy minh chứng cho đức phúc trong đài này của đôi yêu đương. Hãy thật hạnh phúc và hãy ban cho phép nhiệm màu vì gắn kết hai tâm hồn đại với nhau trên niềm vui vô tận. Từng giọt tình yêu, từng giọt hạnh phúc hãy chảy xứ chắc chiêu tụng năm tháng. Thưa quý vị, chiều vang đã có những hạt vị cay cay, ngọt ngọt và nồng nồng, đó chính là hạt vị của tình yêu. Vâng, xin mời chủ gì ạ? Và thân đắc sơ thứ hai lên nhạ. Diều hồng thì cách nghĩa phù thề, tình trao duyên thắm ta về cùng nhau, cùng chung bước đến mai sau, thủy chung chung thủy sắc bảo tình yêu. Lý diều khách thì tắm tình chồng vợ, lý diều hồng thì kính chúc mẹ cha, vì con cha mẹ chồng già, ơn sâu nghĩa nặng như là biển khơi. Xin mời quý vị chúng ta sẽ tiếp tục bạn rót tràn thêm nhiều tình yêu hạnh phúc ngọt ngào nhất trước trận tuyển đội quý vị. Các con là cả vườn hoa tuổi hồng, cha là núi mẹ là sông, các con hiếu thảo nhờ công sinh thành. Và giờ phút này đây, kính mời quý thần chú trẻ sẽ cùng kính dâng lên cha mẹ yêu quý của mình những ly rượu thật tình cảm và nồng ấm ạ. Rót hết ạ, rót hết, rót cả sáu ly, rót cả sáu ly. Và trân trọng kính mời chú rể cầm hai ly rượu kính dâng lên bố mẹ vợ ạ. Và xin mời cô dâu cầm hai ly rượu kính dâng lên bố mẹ chồng ạ. Và đồng biết ơn ông bà xin cho mình một người chồng thật tài năng hiếu thảo và chắc chắn trở cho mình suốt quãng đời còn lại, đúng không ạ? Và hai ly rượu còn lại xin mời hai em cầm lấy và tiến về phía chú trẻ pháo tình yêu. Cầm lấy và tiến về phía chúng ta sẽ có tình yêu, sẽ cùng quay mặt vào nhau ạ, cùng quay mặt vào nhau, hướng ánh mắt vào nhau và móc cánh tay yêu thương vào nhau nha, móc cánh tay yêu thương vào nhau ạ, uống nghi thức nhấp rượu giao môi trước trận kiến thần quý vị. Vâng, xin mời ạ, muốn cho thớn để chúc mừng và chúng ta cùng cầu chung trong cầu chúc chúng ta sẽ trăm năm hạnh phúc cho đời sau có cạn núi có mòn, tình yêu của em không bao giờ thay đổi, đúng không ạ? Và giờ phút này trân trọng kính mời các giáo sư trẻ của đội viên gia đình chúng ta sẽ cùng tiến lên một bước, sẽ cùng thể hiện kết tình nghĩa thông gia thành hình cho đây ạ, để nhà quay phim, để quay camera nhận ra các bạn này. Cùng ly với nhau đi ạ, chúng ta tập thành hình chữ V ạ, tập thành hình chữ V ạ, cùng ly với nhau thiện kết tình nghĩa thông gia keo sơn gắn bó bền chặt. Và chúng tôi không biết nói gì hơn, chúc cho chúng ta thông gia tình nghĩa tương thân và các toàn đời ân cần đều có nhau, bên nội bên ngoại trước sau keo sơn gắn bó bền chặt suốt đời. Và xin chúc cho các cháu chú trẻ chúng ta sẽ trăm năm nghĩa mặn tình nồng, nghìn năm tình mái các sắc một màu. Xin chúc mừng cho hai em. Vâng, toàn thể quý vị ơi, và ngày hôm nay chúng ta đang hiện diện ở đây cùng chung chia niềm vui với gia đình hạnh phúc ngày hôm nay. Chúng tôi xin phép được mời toàn thể quý vị ạ, hãy chuẩn bị những cái rượu của mình thật đầy nào quý vị ơi, cùng chung chia niềm vui với gia đình hạnh phúc tôi ngày hôm nay. Xin mời toàn thể quý vị ạ, tất cả lên ạ, chung chia niềm vui với toàn thể quý vị ạ. Vâng, xin mời toàn thể quý vị ơi, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa cả nhà mình ơi? Trời ơi, hôm nay lại say nữa rồi. 1, 2, 3 của chúng ta đây ạ. Cùng ly với nhau một lần nữa đây.